Chỉ ít ngày sau khi tàu của Nga gặp sự cố và tàu của Ấn Độ hạ cánh thành công xuống mặt trăng, Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia mới nhất tham gia cuộc đua. Cơ quan vũ trụ Nhật Bản JAXA cho biết tên lửa S-2A của họ sẽ được phóng lên vũ trụ vào sáng 27 tháng 8 từ trung tâm Tanegashima ở miền nam đất nước, mang theo vệ tinh hình ảnh tiên tiến và một tàu đổ bộ hạng nhẹ, dự kiến sẽ đáp xuống mặt trăng vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau. Nếu thành công, sứ mệnh này sẽ giúp JAXA xây dựng lại danh tiếng sau hàng loạt bước lùi. Trong mấy năm qua, Nhật Bản thất bại trong nhiều vụ phóng, bao gồm tên lửa thế hệ mới và nỗ lực đầu tiên nhằm phóng vệ tinh thương mại. Những thất bại đó gây thêm áp lực với JAXA trong vụ phóng lần này, ông Chiro Kasahara, giáo sư về kỹ thuật hàng không tại Đại học Nagoya, cho biết. Đáp xuống một thiên thể đang di chuyển là công nghệ quan trọng cần làm chủ, giáo sư Kasahara nói. Trong khi các cơ quan vũ trụ khác đã hồi phục sau thất bại, JAXA sẽ phải trải qua giai đoạn rất khó khăn nếu thất bại một lần nữa. Nhật Bản chỉ có một cơ hội duy nhất trong việc này, giáo sư Kasahara nói. Tài ương của JAXA bắt đầu từ tháng 10 năm 2022 khi họ hủy tên lửa Epsilon thứ 6 giữa hành trình. Tên lửa mang theo hai vệ tinh từ các hợp đồng thương mại đầu tiên của JAXA. Đó là thất bại lớn đầu tiên của Nhật Bản trong hoạt động phóng tên lửa kể từ năm 2003. Cuộc điều tra của JAXA xác định nguyên nhân là do một bộ phận bị lỗi, khiến tên lửa không thể đứng thẳng để tiếp cận quỹ đạo. Tháng 11 năm ngoái, JAXA tiết lộ một nhóm nghiên cứu đã làm sai lệch lượng lớn dữ liệu thu thập từ thí nghiệm mô phỏng sự sống trên trạm vũ trụ quốc tế. Tháng 2 năm nay, cơ quan này hoãn cuộc phóng tên lửa H-3 đầu tiên, phiên bản kế tiếp của S-2A, vì trục trặc hệ thống giữa động cơ chính và bộ đẩy. Mitsubishi Heavy Industry đã dành gần một thập kỷ để phát triển H-3, tên lửa sử dụng một lần nhằm tạo ra giải pháp thay thế rẻ hơn, đáng tin cậy hơn tên lửa Falcon 9 tái sử dụng của SpaceX. Cuộc phóng thứ hai vào đầu tháng 3 năm nay kết thúc bi thảm hơn, sau khi động cơ giai đoạn 2 của tên lửa không đốt cháy được. Đội điều hành gửi mã tự hủy khi tên lửa bay lên không trung, khiến tàu và vệ tinh mà nó mang theo lao thẳng xuống biển. Tháng 7 vừa qua, động cơ của Epsilon S phát nổ trong cuộc thử nghiệm trên mặt đất, gây ra đám cháy thiêu rụi một cơ sở ở tỉnh Akita. Dù không có thương tích nào, nhưng sự cố trở thành một bước thụt lùi, không chỉ đối với Epsilon mà cả H-3, vì cả hai tên lửa đều sử dụng cùng một động cơ đầy nhiên liệu rắn. Theo Bloomberg, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.